Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người hùng bảo toàn dành tặng chức vô địch U23 Đông Nam Á cho người hâm mộ. Tối 26 tháng 2, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết U23 Đông Nam Á để lên ngôi vô địch. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền vệ Trần Bảo Toàn. Chia sẻ sau trận đấu, Bảo Toàn đã dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ cũng như đồng đội vẫn đang mắc Covid-19. Cầu thủ được biên chế Hoàng Anh Gia Lai nói, "Không gì có thể nói lên cảm xúc của tôi lúc này, thật sự rất tuyệt vời. Tôi xin dành tặng bàn thắng của mình, chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam cũng như những đồng đội của tôi vẫn đang mắc Covid-19. Trước trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chia sẻ với chúng tôi về tình cảm của những cổ động viên ở quê nhà cũng như những đồng bào Việt Nam đang sống và làm việc ở Campuchia đã giúp đỡ toàn đội những bữa cơm, đó là động lực để chúng tôi có được chiến thắng này." Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch sau 4 trận toàn thắng, không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào dù trong tất cả các trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam có đủ quân số như dự kiến.